Chào mừng các em học sinh lớp 6 đã đến với bài học trực tuyến của ngày hôm nay. Cô tên Nguyễn Gia Thạch là giáo viên trường trung học cơ sở Lê Anh Xuân sẽ tiếp tục cùng đồng hành với các em trong phần môn công nghệ sống. Ở phần tiết trước, các bạn đã học bài 1 ở nhà ở đối với đời sống của con người thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học vào phần tiết 2. Trước khi vào phần bài học tiếp theo, cô mời các em ôn lại phần bài học tiết trước. Thì phần bài học chúng ta là nhà ở đối với con người như thế nào? Mình đã học phần 2 phần, đó là thứ nhất, vai trò của nhà ở, gồm có 3 ý. Nhà ở là nơi trú ngụ. Ý thứ hai, nhà ở là nơi bảo vệ con người. Ý thứ ba, nhà ở là nơi đáp ứng nhu cầu cho con người. Về phần thứ hai, đặc điểm chung của nhà ở gồm có 2 ý. Ý thứ nhất, cấu trúc chung gồm có móng nhà, thân nhà và mái nhà. Và ý thứ hai là gồm có các khu vực chính như chỗ sinh hoạt chung, bếp, phòng ngủ, vân vân. Và bây giờ chúng ta cùng vào phần bài học ngày hôm nay nhé. Ở phần hoạt động khởi động, cô có một trò chơi nhỏ dành cho các em. Trò chơi của cô mang tên là Nhanh tay lẹ mắt. Câu hỏi, các em hãy quan sát hình sau và chọn những nội dung mô tả kiến trúc phù hợp với mỗi hình. Cô có 10 giây dành cho các em. Như vậy, các em đã sẵn sàng tham gia trò chơi chứ? Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu tính thời gian nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần giải đáp nha. Số 1, nhà ba gian. Số 2, nhà sàn. Số 3, nhà nổi. Số 4, nhà chung cư. Số 5, nhà biệt thự. Số 6, nhà liền kề. À, cô chúc mừng các em có đáp án trùng với đáp án của cô. Tiếp đến, cô mời các em tìm hiểu phần 3, một số kiến trúc nhà đặc trưng của Việt Nam. Các em hãy giúp cô nối các phần mô tả của từng kiến trúc với từng ngôi nhà sao cho phù hợp. Thứ nhất, nhà ba gian. Số 2, nhà sàn. Số 3, nhà nổi. Số 4, nhà chung cư. Số 5, nhà biệt thự. Số 6, nhà liền kề. Sẽ thuộc vào phần nào của mô tả kiến trúc A? Tòa nhà gồm nhiều căn hộ sử dụng chung với các công trình phụ như lối đi, cầu thang, nhà để xe, sân chơi, vân vân. À, phần mô tả kiến trúc A thuộc về kiến trúc số 4, nhà chung cư. Đây là tòa nhà đa số các em sẽ thấy được nhiều ở các khu vực thành thị. Do dân số ngày càng tăng mà đất khu vực thì lại có giá thành rất là cao. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp phần mô tả kiến trúc B. Nhiều nhà ở riêng biệt được xây sát nhau thành một dãy. Theo các em, phần mô tả kiến trúc này là của kiến trúc ngôi nhà nào? À đúng rồi, số 6, nhà liền kề. Hiện nay nhà liền kề rất phổ biến ở phần thành thị của chúng ta. Hiện do thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là khu thành thị với đất chật người đông nên kiến trúc nhà liền kề nhằm giải quyết cái vấn đề là tận dụng đất của người ở. Tiếp đến là phần C, mô tả kiến trúc nhà được chia thành 3 gian phòng gồm phòng chính lớn và ở giữa và 2 phòng nhỏ ở hai bên. Theo các em, đây là mô tả kiến trúc ngôi nhà nào? À đúng rồi, số 1, nhà ba gian. Ngôi nhà này hiện rất phổ biến ở vùng đồng bằng nông thôn Bắc Bộ. Chúng ta hãy tìm hiểu đến phần D, nhà dựng trên bè hoặc trên thuyền nổi trên mặt nước. Theo các em thì đây là mô tả kiến trúc ngôi nhà nào? À số 3, ngôi nhà nổi. Nhà nổi hiện nay rất phổ biến ở các vùng sông nước như là đồng bằng sông Cửu Long.
Khu vực đó được gọi là miền Tây Nam Bộ. Tiếp đến là E, nhà được xây riêng biệt trong khuôn viên rộng lớn đầy đủ tiện nghi. À đúng rồi, các em, đó là nhà biệt thự. Hiện các khu nhà biệt thự mình thấy rõ nhất là ở các khu vực thành thị. Nhưng để muốn có mua nhà biệt thự, chúng ta phải có diện tích ở rất là lớn. Tiếp đến là chúng ta tìm hiểu về phần F. Nhà có sàn nhà cao hơn mặt nước hoặc là mặt đất dựng trên những cây cột. Theo các em thì đây là mô tả kiến trúc nhà nào? À đúng rồi, số 2, nhà sàn. Nhà sàn hiện nay các bạn có thể thấy rất phổ biến ở vùng nông thôn, có những cái khu vực vùng rừng núi, đồi núi, địa hình nó không được bằng phẳng như đồng bằng, thì các bạn có thể thấy ở khu vực là vùng có cao nguyên và tây nguyên. Và cô mời các em hãy xem lại các kiến trúc mô nhà của mình mô tả sao cho đúng nhé. Đúng rồi, số 4, nhà chung cư tương ứng với phần mô tả A. Số 6, nhà liền kề tương ứng với phần mô tả B. Số 1, nhà ba gian tương ứng với phần mô tả C. Số 3, nhà nổi tương ứng với phần mô tả D. Và số 5, nhà biệt thự tương ứng phần mô tả E. Và cuối cùng là số 2, nhà sàn tương ứng với phần mô tả F. Tiếp đến, cô mời các em hãy cho cô biết từng kiến trúc ngôi nhà này hiện giờ nằm phổ biến ở khu vực nào? Số 4, nhà chung cư. À đúng rồi, hiện nay rất phổ biến ở thành thị của chúng ta. Số 6, nhà liền kề. À đúng rồi, mình thấy rất nhiều ở thành thị của chúng ta. Và số 1, nhà ba gian. À rất phổ biến ở vùng nông thôn Bắc Bộ. Và còn số 3, nhà nổi. À đúng rồi, mình sẽ thấy ở vùng sông nước ha các bạn ha. Rồi số 5, nhà biệt thự chúng ta thường thấy phổ biến ở khu vực nào? À đúng rồi, đó là khu vực thành thị. Và cuối cùng số 2, nhà sàn. Theo các bạn mình sẽ thấy ở khu vực nào? À đúng rồi, đó là khu vực vùng rừng núi. Như vậy ở đây các bạn quan sát dùm cô là khu vực thành thị gồm có 3 kiểu kiến trúc nhà, đó là nhà chung cư, nhà liền kề và nhà biệt thự. Còn ở vùng nông thôn kiểu nhà xuất hiện đa số đó là nhà ba gian. Còn ở các vùng khác như là vùng sông nước thì gồm có nhà nổi và vùng rừng núi thì có nhà sàn. Như vậy ở đây cô có câu hỏi dành cho các em là theo em vì sao các kiến trúc nhà trên lại được phổ biến ở mỗi một từng khu vực? À, cô sẽ nói lại ha. Thứ nhất, phần nhà ba gian mình thấy rất phổ biến ở vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Về phần số 2, nhà sàn mình thấy phổ biến ở các vùng rừng núi, có nghĩa là đồi núi, địa hình nó không có bằng phẳng như đồng bằng. Đó là bạn vùng rừng núi nha các bạn ha. Thì mình thấy ở có nhiều ở cao nguyên và tây nguyên. Số 3 là nhà nổi. Mình đã thấy được rằng ở đây là địa hình chủ yếu là sông nước, do đó các ngôi nhà được xây dựng nổi trên mặt nước. Như vậy ở đây các bạn thấy là hầu hết ba kiểu ngôi nhà, kiểu nhà này là mình sẽ thấy phổ biến ở vùng nông thôn. Còn hiện nay chúng ta là ở thành thị, thấy rất nhiều, đa số là ba kiểu ngôi nhà còn lại, đó là nhà chung cư, nhà biệt thự và nhà liền kề. Thì chính xác là do nhà liền kề của chúng ta trước kia là nhằm giải quyết cái vấn đề là đất dành cho người để ở. Nhưng sau đó thành phố chúng ta bắt đầu có tình trạng đó là đất chật người đông, thì các chung cư bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Còn về phần nhà biệt thự thì các em biết rằng là do cái mình cần phải tích lũy cái số là diện tích đất ở rộng lớn thì mình có mới có thể là xây dựng được nhà biệt thự. Như vậy ở đây các bạn thấy rằng là có sự thay đổi về cái địa hình và mật độ dân số làm cho các kiến trúc nhà của chúng ta trở nên là làm sao phù hợp với lại nơi ở của chúng ta. Cô mời các bạn tiếp đến phần câu hỏi của cô, đó là nhà được xây dựng bằng những nguyên vật liệu nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu tới tiếp phần số 4, vật liệu xây dựng nhà. Ở đây có 3 hình, hình số 1, hình số 2 và hình số 3.
Các em hãy vui lòng quan sát và cho cô biết những vật liệu nào dùng để xây nền nhà và tường nhà. Ở hình số 1, về phần nền nhà, các bạn quan sát ở dưới phần nền nhà ha. Nền nhà ở hình số 1 chúng ta thấy là có đá và đất sét, đúng không các bạn? Ở hình số 2, theo các bạn nền nhà là sử dụng là gì? À, gạch và xi măng. Còn đối với hình số 3, nền nhà họ cũng sử dụng là gạch và xi măng. Vậy tiếp đến, tường nhà họ sử dụng là gì? Ở hình số 1, các bạn quan sát tường nhà của hình số 1, họ sử dụng cái vật liệu đó là đất sét. Và hình số 2 thì họ sử dụng cái vật liệu đó là gỗ, tre, nứa, gạch. Ở hình số 3 họ sử dụng cái vật liệu chủ yếu của họ là gạch và xi măng. Như vậy ở đây cô gom ý lại cho các bạn, đó là nền nhà thì còn sử dụng các vật liệu như là đá, đất sét, gạch, xi măng. Còn về phần tường nhà sử dụng đó là đất sét, gỗ, tre, nứa, gạch, vân vân. Tiếp đến cô hỏi, cô muốn câu hỏi là các bạn hãy cho cô biết những vật liệu nào dùng để lợp mái nhà. Ở hình số 1 các bạn quan sát nè, mái nhà được sử dụng có phải là vật liệu lá đúng không các bạn? À, như vậy đó là số 1 là mái lá. Ở hình số 2 vật liệu đó là mái ngói. Và số 3 sử dụng đó là mái tôn. Hiện giờ các mái tôn họ làm rất là tân tiến, có thể là giảm mái ngói cũng được các bạn. Rồi, ở đây cô xin phép hỏi là các bạn hình số 1, các bạn hãy quan sát cùng cô là đất sét có thể dùng để xây dựng được phần nào của ngôi nhà. À, như các bạn đã biết rồi đúng không? Đó là đất sét mình có thể dùng để trát thành vách nhà hoặc là đắp vào nền nhà. Như vậy ở đây cô tóm ý là cho các bạn là vật liệu xây dựng là tất cả các loại vật liệu dùng trong xây dựng nhà và các công trình khác. Vật liệu xây dựng nhà chủ yếu gồm có vật liệu có sẵn trong tự nhiên như cát, đá, gỗ, tre, đất sét và lá. Và thứ hai là vật liệu nhân tạo gồm có xi măng, gạch, tôn, thép. Tiếp đến là cô xin nói thêm về cái phần vật liệu đó là các loại lá để xây nhà. Thì có những cái lá đó là lá tranh, dừa nước và lá cọ được kết hợp lại thành từng tấm để lợp thành mái nhà hoặc làm thành vách nhà. Và tre cũng được chẻ thành những thanh mỏng và đan thành tấm để dựng thành vách nhà. Đất sét như cô đã nói với các bạn là cũng được dùng để trát vách nhà hoặc đắp vách nhà. Cô xin lỗi, đắp nền nhà. Ngày xưa nhân dân ta đã sử dụng những cái vật liệu tự nhiên sẵn có để tạo ra những ngôi nhà nhỏ có những cấu trúc đơn giản, chỉ có một tầng, có nghĩa là không có lầu đây. Nhưng ngày nay những vật liệu như xi măng, cát, gạch, thép được sử dụng để xây dựng những ngôi nhà lớn kiên cố hơn, như ví dụ như là các công trình nhiều tầng, nhiều phòng hoặc là như các chung cư hiện nay. Ở đây cô không biết rằng là các bạn có để ý rằng là những cái làm cách nào để kết dính được những viên gạch rời rạc để tạo thành những bức tường hay không? Rồi cô mời các em quan sát hình chú thợ hồ hiện đang sắp xếp những viên gạch để tạo thành bức tường. Nhưng ở đây các bạn thấy giữa những cái viên gạch có một cái hỗn hợp. Không biết các bạn nào biết cái hỗn hợp này là hỗn hợp gì không? À đúng rồi, đây được gọi là vữa xi măng và cát. Vậy vữa xi măng và cát được tạo thành bằng cách nào? À, cách trộn vữa xi măng và cát gồm có cát, xi măng trộn chung với nước, trộn đều lên và tạo thành hỗn hợp vữa xi măng và cát. Hỗn hợp vữa xi măng và cát này chúng ta sử dụng để xây tường hoặc là trát để làm nán tường, và chúng ta có thể sử dụng để lát nền nhà. Tiếp đến là cô sẽ mời các bạn thấy hỗn hợp, có nghĩa là từ cái vữa vữa xi măng và cát, khi mà khô nó sẽ có tính là đông cứng hơn, nhờ vậy mà có thể làm kết dính các viên gạch lại với nhau.
Nhưng ở đây cô sẽ nói tới một cái hỗn hợp chất hơn, vữa xi măng và cát, thì người ta được gọi hỗn hợp này là bê tông. Vậy làm sao để mình có được bê tông, để bê tông được tạo ra như thế nào? Họ sẽ sử dụng hỗn hợp vữa cát xi măng để trộn chung với lại sỏi hoặc là đá. Các bạn quan sát giùm cô nhé. Cát cộng chung với xi măng, tiếp đến là trộn chung với lại nước, và kèm theo một cái nguyên thêm một cái nguyên liệu nữa, đó là đá hoặc là sỏi, và trộn đây nguyên liệu này lên sẽ tạo thành bê tông. Bê tông này có thể sử dụng ở hai dạng. Thứ nhất là mình sẽ sử dụng để tráng nền, hoặc là muốn chắc bền hơn các bạn có thể sử dụng thép ở phía trong để tạo thành là bê tông cốt thép. Và cái bê tông cốt thép này họ sử dụng vững chắc ở trên những cái móng nhà, cột nhà, để tạo thành cái khung nền nhà chắc chắn hơn. Và đây cô sẽ nói lại cái phần tóm ý vừa rồi, đó là cát và xi măng được pha trộn tạo thành hỗn hợp vữa xi măng cát, và từ cái vữa xi măng cát đó kết hợp thêm với đá hoặc sỏi tạo thành nên hỗn hợp bê tông rắn chắc hơn. Và tiếp đến là phần quy trình xây dựng nhà ở, phần số 5, thì cô thân mời các em vui lòng xem một đoạn phim nho nhỏ. Quy trình xây dựng một ngôi nhà hoàn hảo cho bạn. Xây dựng nhà ở là một việc hết sức quan trọng đối với cá nhân. Việc xây nhà có thể sẽ cần rất nhiều tiền bạc, thời gian cũng như công sức của bạn. Chính vì thế mà trước khi bắt tay vào xây dựng căn nhà của chính bạn sẽ phải tìm hiểu về quy trình xây dựng một ngôi nhà diễn ra như thế nào. Nó bao gồm các công việc gì, cụ thể ra sao, mất bao lâu, v.v. Từ đó bạn sẽ lên kế hoạch một cách chi tiết nhất để đảm bảo đúng tiến độ, cũng như chuẩn bị ngân sách và lập kế hoạch giám sát cao nhất. Vậy thì bạn hãy cùng blog Người Thật Đẹp tìm hiểu về quy trình các bước để xây dựng một ngôi nhà từ A đến Z trong video này nhé. Chắc chắn bạn sẽ có đủ kiến thức để xây cho mình một ngôi nhà khang trang, tiết kiệm thời gian và ngân sách đấy. Một, những việc cần làm trước khi xây dựng. Bạn cần lên ý tưởng về cấu trúc của ngôi nhà bạn muốn xây, sau đó tìm một người thiết kế hoặc là tự thiết kế ngôi nhà, xin giấy phép xây dựng của Ủy ban Nhân dân cấp huyện hoặc là Ủy ban Nhân dân cấp xã. Tiếp theo là tham khảo, tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, xi măng, sắt thép, vân vân. Tham khảo và tìm kiếm các đội thợ, tìm kiếm nhà trọ để gia đình bạn ở tạm. Bước cuối cùng sẽ là dọn đến chỗ ở tạm bạn nhé. A, bắt tay vào xây dựng. Thứ nhất, phần ngầm và xây thô. Bạn hãy chú ý nha, vì đây là phần cực kỳ quan trọng, đó là phần khung xương của mỗi ngôi nhà. Bạn phải xoay sở làm sao để các công việc đi đúng hướng. Hãy chuẩn bị tiền bạc đầy đủ để tránh tình trạng chưa đến chợ đã hết tiền nha. Động thổ, đào móng, chọn cọc tre, cọc gỗ, cọc cát hay là ép cọc bê tông cho chắc chắn nha. Bước tiếp theo sẽ là làm phần móng, hầm nhà, bể nước, đường cống, đường thoát nước, bể phốt và các công trình ngầm. Phần khung nhà sẽ gồm có cốt pha, sắt thép, đổ bê tông của dầm sàn ca tăng. Kế tiếp là phần xây thô, tôi cho thợ chạy đường ống, điện, nước, internet, chèn khuôn cửa và các công việc khác. Cuối cùng là làm mái nhà hay là cất nóc. Thứ hai, hoàn thiện. Có thể bạn nghĩ rằng khi làm đến đây, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, theo bản lắp Nội Thất Đẹp thấy, thì phần hoàn thiện ngôi nhà là phần tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Bạn hãy tính toán và cân đối các phần trang trí trong ngôi nhà nếu ngân sách cho phép. Tiến hành trát ngoài, trát trong, cho đội thợ lát nền và đóng chân. Tiếp theo là làm mộc các vị trí cửa chính, cửa bếp, cửa sổ, cầu thang. Bước vô cùng quan trọng là sơn trong, ngoài và chống thấm. Sau đó bạn nên cho lắp đặt các thiết bị đèn, máy lạnh, bồn nước, lắp đặt các thiết bị vệ sinh, đo may màn, rèm cửa chính và các cửa sổ, mua các trang thiết bị nội thất, sofa, tivi, tủ lạnh, máy lạnh, bình nước nóng. Sau khi Sơn quan sát cái bộ đoạn phim vừa rồi, các em hãy giúp cô sắp xếp các bước sau theo đúng quy trình xây dựng nhà. Ở đây có phần là thi công xây dựng nhà, hoàn thiện ngôi nhà và chuẩn bị xây dựng nhà. Điều đầu tiên chúng ta muốn xây dựng nhà là phải chuẩn bị xây dựng nhà, sau đó thi công xây dựng nhà và tiếp đến là hoàn thiện ngôi nhà. Như vậy dựa theo ba cái quy trình này, chúng ta sẽ giúp cô sắp xếp các công việc
vào cái, nói chung là mỗi bước công việc và từng cái quy trình vừa rồi chúng ta ha, làm sao cho hợp lý. Ở đây cô có 20 giây dành cho các em, cô làm các em giúp cô hoàn thiện, chọn mỗi bước tùy thuộc vào cái quy trình xây dựng này. Và như vậy các em đã bắt đầu chưa? Cô bắt đầu tính thời gian nha. Hết giờ rồi, chúng ta hãy quay về cái quy trình xây dựng nhà ở. Thứ nhất, phần chuẩn bị xây dựng nhà gồm có làm việc với kiến trúc sư, một vẽ thiết kế, vẽ thiết kế. Là lúc này chúng ta sẽ xin giấy phép xây dựng và sau đó là chúng ta sẽ chọn vật liệu. Còn về phần thi công xây dựng nhà gồm có làm móng nhà, sau đó xây tường và cái cuối cùng đó là làm mái. Và phần tiếp theo, quy trình tiếp theo đó là quy trình thứ 3 gồm có hoàn thiện ngôi nhà. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là lắp đặt hệ thống điện nước và cuối cùng đó là sơn tường. Như vậy ở đây quy trình xây dựng nhà ở gồm có 3 phần quy trình, đó là 1 chuẩn bị, 2 thi công và 3 hoàn thiện. Cô mời các em mở phần luyện tập phần bài 3 trang 13 trong sách môn công nghệ 6 của học sinh. Và các bạn quan sát giùm cô câu hỏi: em hãy cho biết tên kiến trúc nhà ở trong mỗi hình dưới đây. Hình A, hình B và hình C. À, chắc có lẽ các bạn nhìn thấy hình rất quen thuộc đúng không? À, hình A là nhà sàn, đúng rồi các bạn. Và hình B là nhà A liền kề. Hình C là nhà chung cư, đúng rồi các em. Nếu như hiện nay bạn nào chưa nắm được cái này, mình có thể coi lại ha, và mình coi lại cái 6 kiến trúc nhà mà nãy mình đã học nha các bạn. Rồi mình qua tiếp phần câu số 4. Trong các kiến trúc nhà ở đặc trưng Việt Nam, theo em kiểu kiến trúc nào nên xây dựng bằng bê tông cốt thép? Anh mình nhớ lại ha các bạn ha. 6 kiểu kiến trúc nhà chúng ta đã học. Thứ nhất là nhà ba gian, thứ hai nhà sàn, thứ ba nhà nổi, thứ tư nhà chung cư, thứ sáu nhà biệt thự, và cô xin lỗi, thứ năm nhà biệt thự, và thứ sáu là nhà liền kề. Ở đây các bạn quan sát rõ rằng là cái nguyên vật liệu mà xây nhà liền kề, chung cư và biệt thự là họ sử dụng cái bằng bê tông cốt thép. Còn đối với nhà ba gian, là nhà này hiện là không có xây bằng bê tông cốt thép để làm móng. Rồi tiếp đến là nhà sàn của mình chủ yếu sử dụng vật liệu là gỗ, do đó rằng là không phải là nhà xây dựng bằng bê tông cốt thép. Còn đối với nhà nổi thì hiện nay các bạn biết rồi, mình cần phải sử dụng những cái nguyên vật liệu nó là nhẹ nhàng để mình có thể sử dụng nổi trên mặt nước để đỡ cái gọi là cái độ nặng trên bề mặt nước. Và cô mời các em quan sát câu số 5. Em hãy quan sát các ngôi nhà dưới đây và cho biết ngôi nhà nào có kết cấu vững chắc nhất. À, các em hãy để ý dùm cô là cái từ nhất cuối câu các bạn ha. Cô sửa lại các em ha. Hình A, ngôi nhà này được sử dụng vật liệu là lá, tre, nước đan lại với nhau. Còn về hình B, các bạn quan sát vật liệu xây dựng là mái ngói. Vách nhà thì họ sử dụng những tre, gỗ, mứa. Còn hình C, kiểu kiến trúc ngôi nhà hình C là có một lầu và được xây bằng gạch và xi măng. Như vậy phần hình C chắc chắn có sử dụng đó là bê tông và cốt thép. Thì ở đây các bạn thấy rằng là hình A, hình B và hình C, theo các bạn ngôi nhà nào là có kết cấu vững chắc nhất?
À đúng rồi, đó là hình C, tại vì có sử dụng cái kết cấu đó là bê tông cốt thép là vững chắc nhất. Và câu số 6, cô yêu cầu các bạn quan sát dùm cho cô. Em hãy cho biết những ngôi nhà trong hình dưới đây đang thực hiện ở bước nào của quy trình xây dựng nhà. Hình A, các bạn quan sát dùm cô hình A, cái bức tường này nó sử dụng là họ tráng tường cũng là chưa có xong đó các bạn. Đây là cái giai đoạn đó là tráng tường ha. Còn hình B là giai đoạn lát gạch ha các bạn ha. Theo các bạn thì hình A, hình B ở phần quy trình nào? Ở trong quy trình xây dựng nhà. Còn đối với hình C, các bạn thấy cái phần mái nhà đó họ lập chưa xong, có nghĩa là hiện giờ họ đang ở cái giai đoạn đó là lập mái nhà. À, hình A đang ở giai đoạn là hoàn thiện, và hình B ở giai đoạn hoàn thiện, và hình C là ở giai đoạn thi công. Tiếp đến cô sẽ mời các bạn qua cái phần bài tập vận dụng. Ở phần vận dụng, cô có câu hỏi như sau. Các bạn quan sát câu hỏi số 2 dùm cô. Em có nhận xét gì về các kiến trúc nhà phổ biến tại nơi em đang ở? À, các bạn có thể quan sát khu vực mình đang ở hiện đang sử dụng đa số là kiến trúc nhà như thế nào. Và em hãy cho cô biết nhận xét về kiến trúc đó. Và câu số 3. Chi phí xây dựng ngôi nhà một tầng có diện tích 50m² với vật liệu cơ bản là lá dứa, gỗ, gạch nung sẽ giảm bao nhiêu so với ngôi nhà xây bằng bê tông, cốt thép? Giả sử giá xây dựng trung bình như sau: nhà lợp mái lá dứa, nền lát, nhìn cô xin lỗi, nền nhà lát, lót gạch nung, trụ nhà bằng gỗ khoảng 2,4 triệu đồng trên mét vuông. Và trường hợp thứ hai là nhà mái ngói, cột bê tông, cốt thép, nền nhà lát, lót gạch bông, tường gạch 5 triệu đồng trên 1 mét vuông. Thì ở đây bài toán này nó có sự vận dụng liên môn với môn toán. Thì các bạn lưu ý dùm cô là nhà này là một tầng mà không có lầu nha các bạn. Và mình sẽ thấy là canh cái mức chi phí 1 mét vuông là đối với nhà lợp mái là giá bao nhiêu, và 1 mét vuông đối với nhà mái gói là giá bao nhiêu. Thì khi các bạn nhân theo cái diện tích nhà đó là 50m² thì ra rồi các bạn sẽ so sánh hai cái kết quả rằng xem nó có sự là giảm bao nhiêu ha các bạn ha. Và cô mong rằng các bạn sẽ hoàn thiện cái bài tập vận dụng này dùm cô, để cô có thể thấy rằng là các bạn đã làm tốt vai trò bài tập của mình. Và tiếp đến là cô sẽ nhắc lại cái phần bài học của mình. Ở phần bài 1 của chúng ta đó là nhà ở đối với đời sống con người. Ở đây cô nhắc lại phần có 5 phần. Phần thứ nhất là vai trò của nhà ở. Ở đây gồm có 3 ý. Ý thứ nhất, nhà ở là nơi trú ngụ của con người. Và ý thứ hai, nhà ở bảo vệ con người. Và ý thứ ba, nhà ở là nơi đáp ứng mọi nhu cầu hoạt động của con người. Về phần thứ hai, đặc điểm chung của nhà ở gồm có 2 ý, đó là cấu trúc chung gồm có móng nhà, thân nhà và mái nhà. Ý thứ hai gồm có các khu vực chính như là phòng sinh hoạt chung, bếp, phòng ngủ, vân vân. Và tiếp đến phần số 3, đó là một số kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam chúng ta. Thì các bạn đã biết rồi, 6 kiểu nhà chúng ta nhớ lại ha. Thứ nhất là nhà ba gian, thứ hai là nhà sàn, thứ ba là nhà nổi, thứ tư là nhà chung cư, số 5 là nhà biệt thự và số 6 là nhà liền kề. Tiếp đến là phần số 4, vật liệu xây dựng nhà. Thì như nãy cô có nói, vật liệu của mình là gồm có vật liệu mang tính chất là tự nhiên và vật liệu mang tính chất là nhân tạo. Thì các bạn có thể kể ra giúp mình cô ha. Tự nhiên là gồm có như là đất sét, đá, các loại lá, rồi tiếp gỗ này kia, rồi còn cái vật liệu nhân tạo là gồm có gạch, xi măng, ngói, vân vân. Như vậy qua tới phần số 5, quy trình xây dựng nhà ở, thì các bạn nhớ lại mình vừa mới coi đó là gồm có 3 quy trình. Thứ nhất là phần chuẩn bị, và thứ hai là thi công, và cuối cùng là hoàn thiện. Cô xin nói thêm cho các bạn về cái phần thế giới xung quanh em có những cái kiểu kiến trúc nhà rất hay để các bạn học tập. À,
các bạn quan sát hình dùng cô. Đây là nhà trên xe, đúng rồi. Và hình số 2, các bạn có biết nguyên ngôi nhà gì không? À, đây là nhà trên cây. À, và hình số 3, các em nào biết không ạ? À, đây là nhà lều tiết của người dân sống ở vùng băng giá. Tiếp đến, cô mời các bạn quan sát phần tiếp theo, đó là à, đây là nhà container. Và đây là phòng, à, các bạn hình tiếp hình thứ 6, đó là phòng ống, dạng ống nha các bạn ha. Để mình coi như là được mở mang tầm mắt của mình ha. Rồi, cô sẽ dặn dò các em, vui lòng các em hãy xem lại các kiến thức đã học, còn hoàn thành các bài tập luyện tập và vận dụng. Cô yêu cầu tiếp tới các bạn sẽ xem chút bài mới với cùng cô. Cô cảm ơn các em đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Cô chúc các em học tốt và thân ái chào các em. Hẹn gặp lại các em.